Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với TopKVN. Đứng ngay bên cạnh chúng ta đây là chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn, được sản xuất năm 2021. Và trong cái chương trình tháng 6 vừa qua thì Hyundai Kona, nếu như quý anh chị và bạn chúng ta để ý rằng Hyundai Kona trong chương trình của tháng 6 này đang có cực kỳ nhiều những cái chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá và quà tặng đến từ đại lý dành cho quý anh chị các bạn cho cả 3 phiên bản của Hyundai Kona. Và trong video ngày hôm nay thôi thì vừa rồi chúng ta cũng nhận được những cái thông tin mới nhất về chương trình giá có thể linh động thêm được về chiếc, đặc biệt là chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này, với mức giá đâu đó chỉ dưới 600 triệu đồng. Tại cái thời điểm này, quý anh chị các bạn chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu về chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này rồi. Thực ra nếu mà trong cái tầm giá của Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này thì những anh chị, những khách hàng chúng ta hoàn toàn có thể biết tới những cái dòng xe, ví dụ như là các dòng xe hạng B nhé, mình ví dụ nhé, các dòng xe hạng B ví dụ như là Hyundai Accent này đang là 535 triệu của Hyundai Accent này, hoặc là chiếc xe Toyota Vios đang là 580 triệu với phiên bản G. Đó, nếu như chúng ta để ý mà những khách hàng nào mà chúng ta có nhu cầu tìm hiểu thêm thì hoàn toàn anh chị chúng ta có thể tìm hiểu thêm trong cái tầm tiền đó chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Chúng ta có thể lựa chọn về chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này mà những cái tính năng an toàn, trang thiết bị option và những cái tính năng tiện ích trên phiên bản tiêu chuẩn này vẫn được đảm bảo đầy đủ cho quý anh chị các bạn. Chúng ta không bị cắt bớt bất cứ một cái option về tiện ích và option về an toàn nào cho một cái dòng, cho một cái phiên bản tiêu chuẩn như này. Thì tiện cái video này thì chúng ta cũng xin phép là cập nhật luôn cho quý chị các bạn về chương trình giá của phiên bản tiêu chuẩn này. Đến những khách hàng nào chúng ta đang quan tâm đến những dòng xe tầm dưới 600 triệu đồng, hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn về phiên bản tiêu chuẩn này. Với Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn, mức giá niêm yết đang là 636 triệu đồng. Nếu tính từ tại cái thời điểm này mà chúng giáp làm cái video này thì chương trình ưu đãi của phiên bản tiêu chuẩn này tổng tiến mại cả về tiền mặt cả về phụ kiện dành cho các bạn lên tới 60 triệu đồng cho chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này luôn. Với cái mức giá như vậy thì chúng giáp xin phép là cập nhật cho những anh chị nào mà chúng ta đang chuẩn bị cái tầm tài chính ấy, tầm tiền ấy, thì đâu đó nếu mà lăn bánh phiên bản này ở tỉnh, lăn bánh ấy, mình đang nói về giá lăn bánh ấy, có nghĩa là đã bao gồm đăng ký đăng kiểm rồi là về biển số, rồi là chi phí về bảo hiểm mọi cái cho quý chị các bạn cho một phiên bản tiêu chuẩn, thì ở tỉnh nếu như thời điểm này quý chị các bạn chúng ta lăn bánh đâu đó chỉ khoảng tầm 645 triệu, thì còn 645 triệu là có thể lăn bánh phiên bản này ở tỉnh rồi. Còn đối với những anh chị nào mà khách hàng ở Hà Nội nhé, thì chúng ta chỉ cần lăn bánh đâu đó là 675 triệu là có thể lăn bánh được phiên bản tiêu chuẩn này ở Hà Nội. Hà Nội thì phí của chúng ta sẽ cao hơn ở tỉnh, là vì ở Hà Nội là sẽ áp là 12%, cộng với đó là tiền biển số sẽ là 20 triệu, cao hơn rất nhiều so với những anh chị khách hàng ở tỉnh. Còn với những anh chị khách hàng mà ở thành phố Hồ Chí Minh nhá, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta chỉ lăn bánh là 665 triệu thôi. 665 triệu là đã lăn bánh được phiên bản tiêu chuẩn này rồi. Còn tiếp theo là mình xin cập nhật sang với những anh chị mà khách hàng mà chúng ta muốn mua trả góp phiên bản tiêu chuẩn trong cái thời điểm này, thì ở tỉnh chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 188 triệu đồng. Tối thiểu ở tỉnh là 188 triệu đồng. Còn những khách hàng ở Hà Nội thì chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 221 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cần tối thiểu là 208 triệu. 188 là ở tỉnh, 221 là ở Hà Nội, và 208 là số tiền cần chuẩn bị tối thiểu để có thể lấy được Kona phiên bản tiêu chuẩn này, đã bao gồm đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm thân vỏ và tất cả mọi chi phí để chúng ta có thể rước em nó về nhà được. Đó. Còn sau đây thì em cũng xin phép là giới thiệu những cái đặc điểm cơ bản nhất với những anh chị nào mà khách hàng nào mà chúng ta lần đầu chúng ta mua xe, thì hoàn toàn hy vọng rằng thông qua những cái giới thiệu những cái tính năng cơ bản này, quý khách hàng chúng ta có thêm một sự lựa chọn nữa, một sự phân vân nữa cho quý chị các bạn. Về Kona phiên bản tiêu chuẩn nhá, những cái đặc điểm nổi bật thôi, thì em xin phép giới thiệu về cái phần đầu xe này nhá. Thì anh chị nhìn, chúng ta nhìn thấy rồi, thì mỗi người sẽ có một cách nhìn. Tuy nhiên là cả 3 phiên bản của Hyundai Kona, cái phần la răng, cái phần mặt ca lăng phía trước này cũng đều tương tự như này thôi, nó không có đặc điểm gì là thay đổi. Ngoài ra cái phần công nghệ đèn cho phiên bản tiêu chuẩn này thì anh chị được trang bị là gì? Phiên bản tiêu chuẩn này công nghệ đèn sẽ trang bị là đèn halogen dạng bóng chiếu projector, quý anh chị các bạn nhé. Đèn là đèn halogen dạng bóng chiếu projector. Và trên này này, các bạn là đặc điểm này, trên đây chúng ta vẫn có một cái mí đèn. Một cái mí đèn đây là đèn định vị ban ngày nhé. Đèn định vị ban ngày được chia khoang ra nhìn rất là đẹp luôn. Và kết hợp trên cái mí đèn này, đó chính là đèn xi nhan cho quý anh chị các bạn. Đây, mình sẽ bật luôn để quý anh chị các bạn chúng ta có thể là nhìn cái phần đèn đó một cách dễ dàng nhất, để hình dung rất là dễ dàng thôi ạ.
Mình vừa bật đèn lên thì anh chị có thể là đây là đèn xi nhan này, còn đây là đèn led định vị ban ngày này. Khi mà anh chị đi thì cái đèn này nó sẽ sáng lên, và chiêu quang như này thì nhìn nó cũng rất là nổi khối cho cái phần đèn định vị ban ngày này. Ngoài ra nữa, cái đèn trên cái gương chiếu hậu của chiếc xe Corolla phiên bản tiêu chuẩn này cũng đã được tích hợp luôn xi nhan. Ngoài ra thì cũng giới thiệu đến anh chị là cái phần mặt la răng. Cái phần mặt la răng của phiên bản tiêu chuẩn này sử dụng là la răng đa chấu, và la răng đa chấu và thương hiệu lốp sử dụng ở đây là lốp Kumho. Và cái điều đặc biệt mình rất là ưng trên chiếc phiên bản Corolla phiên bản tiêu chuẩn này mà trên những cái dòng xe sedan hạng B cũng không được sở hữu, ví dụ như là Vios hay Accent, chúng ta không có cảm biến áp suất lốp. Tuy nhiên với phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai Kona, chúng ta đã được trang bị về cảm biến áp suất lốp rồi. Và đương nhiên cả bốn bánh đều được trang bị là phanh đĩa có cân bằng điện tử, có ABS, có cân bằng điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc đó. Còn về phần gương chiếu hậu thì gương chiếu hậu của Kona chúng ta sẽ là gương chỉnh điện các bạn nhé. Mặt gương sẽ là mặt gương chỉnh điện. Trên cái phần tay nắm cửa này thì chúng ta cũng đã được tích hợp về nút mở chìa khóa thông minh Smart Key rồi. Chúng ta hoàn toàn chỉ cần thao tác là giữ chìa khóa ở ngay bên mình và mở thông qua cái nút bấm này là xong, là ok. Với Kona phiên bản tiêu chuẩn này thì mình cũng lưu ý rằng thấy nhiều những anh chị khách hàng, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là trang bị thêm, ví dụ như là có trang bị thêm về cục gương tự động này, kết hợp với đó là lên xuống kính tự động cho phiên bản tiêu chuẩn này. Đó, cái này thì đại lý xử lý cho rất là dễ dàng thôi. Đó là những cái đặc điểm cơ bản nổi bật ở phần thân xe. Còn sang cái phần đuôi sau của Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này thì xin phép là giới thiệu đến anh chị là về phần sau này thì cơ bản của chiếc xe Hyundai Kona này cũng rất là đầy đủ được trang bị. Chúng ta được trang bị đó chính là một camera lùi này, một cam lùi này, kết hợp với đó sẽ là bốn cảm biến lùi đằng sau này cho quý các bạn luôn. Một cam lùi nhá, kết hợp với cả bốn cảm biến lùi. Và cái đặc điểm mình nghĩ là nhiều anh chị chúng ta sẽ quan tâm đó là dung tích tiêu hao nhiên liệu của một cái máy 2.0 thì nó sẽ là như thế nào. Với Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn, nếu mà trong những cung đường kết hợp nhá, nó tiêu hao khoảng tầm 6,57 lít, cung đường trong đô thị là 8,58 và cung đường ngoài đô thị sẽ là 5,41 lít. Mức tiêu hao này chỉ ngang với một chiếc xe sedan trong phân khúc hạng B thôi. Trên đây thì anh chị chúng ta cũng được trang bị một cái đèn phanh phía sau này. Khi mà anh chị chúng ta phanh ấy, thì cái đèn này nó sẽ tự động sáng lên ở cái phần đuôi gió phía sau này của phiên bản tiêu chuẩn này. Đó là những cái đặc điểm cơ bản nổi bật nhất ở bên cái ngoại thất của chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này. Còn sau đây thì xin mời anh chị chúng ta sang cái phần nội thất để chúng ta xem là phần nội thất của xe thì được trang bị những cái gì. Khi mà bước vào không gian nội thất bên trong thì anh chị chúng ta để ý này, đó chính là tuy là phiên bản tiêu chuẩn thôi, tuy nhiên bên phía Hyundai trang bị rất là đầy đủ, từ màn hình giải trí, rồi là cruise control trên vô lăng, rồi là đàm thoại rảnh tay, rồi là điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh, tất cả những thứ đó chúng ta đều được trang bị trên một phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn nhưng mà cũng được trang bị ngoài ra nhé, chúng ta được trang bị đến 6 túi khí quý anh chị các bạn ạ. Đây này các bạn để ý này, cái màn hình ở trên phiên bản tiêu chuẩn này thì chúng ta được trang bị là được tích hợp là radio này, Apple CarPlay, Android Auto này. Ngoài ra để kết nối với AUX này, kết nối Bluetooth này, đương nhiên rồi. Hộp số tự động nhá. Hộp số tự động sẽ là hộp số tự động 6 cấp. Hộp số tự động 6 cấp, đây là cái cần số của xe. Đấy, trên đây chúng ta được trang bị nữa đó. Các bạn để ý này, đây chính là cái phanh tay cơ. Phanh tay cơ nhá. Ngoài ra, anh chị chúng ta còn được trang bị đó là một cái bệ tỉ tay đây nữa. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bệ tỉ tay nữa. Khi mà anh chị chúng ta đi trong những cái cung đường dài này, rất cần thiết về cái bệ tỉ tay này. Còn trên cái vô lăng của xe, vô lăng của xe sẽ là vô lăng 3 chấu. Trên đây chúng ta được tích hợp cái gì? Đàm thoại rảnh tay, khi mà anh chị chúng ta kết nối với Bluetooth, chúng ta hoàn toàn có thể để tắt mở điện thoại thông qua nút bấm như này. Rồi là điều chuyển âm lượng, tức là tăng giảm âm lượng, điều chuyển kênh. Còn ở bên phía bên phải cái vô lăng này thì anh chị chúng ta được trang bị nó gì? Đó là về cái cruise control, tức là tính năng ga tự động. Khi mà đi trong những cung đường dài thì ga tự động này sẽ giúp anh chị sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn và cũng đỡ mỏi chân hơn khi liên tục phải đạp. Một cái đặc điểm nữa mà của chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này mà theo công bố của bên nhà máy, đó chính là chiếc xe này chúng ta sẽ được trang bị là 6 loa nhé. Tuy là phiên bản tiêu chuẩn này nhưng không khác gì với cả phiên bản đặc biệt, cho nên là mình rất là muốn giới thiệu đến anh chị về cái phiên bản tiêu chuẩn này. Đó, 6 loa này, trang bị được 6 loa luôn. Số túi khí cũng là 6 túi khí luôn. Ngoài ra 6 loa, 6 túi khí, những tính năng an toàn nhé, không khác biệt gì so với cả phiên bản đặc biệt. Có mỗi một cái mà mình thấy cần phải giới thiệu anh chị, đó chính là với phiên bản đặc biệt của Hyundai Kona phiên bản đặc biệt thì chúng ta được trang bị đó là cảnh báo điểm mù. Tuy nhiên với phiên bản tiêu chuẩn này thì chúng ta chưa được trang bị về cảnh báo điểm mù. Đó. Trên đó cũng chính là cái mức cập nhật giá, chương trình giá mới nhất của Hyundai Kona trong cái dịp của tháng 6 năm 2021 này mà mình muốn cập nhật đến quý anh chị các bạn. Vậy thì những anh chị nào, những khách hàng nào mà chúng ta đang quan tâm về cái dòng xe crossover trong phân khúc hạng B này với chương trình ưu đãi cực kỳ nhiều như này,
để ý trong phân khúc nhá, các bạn có thể đấy là ví dụ Kia Seltos này hay là Toyota Cross này đều là những dòng xe hiện tại đang không có chương trình giảm giá. Tuy nhiên Hyundai Kona thì đang giảm giá cực sâu như này. Hy vọng rằng với chương trình áp dụng chương trình giảm giá mạnh đến từ cả phía đại lý cả phía nhà máy trong chương trình của dịp tháng 6 năm 2021 này thì anh chị chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đưa được ra lựa chọn và biết đâu chúng ta sẽ lựa chọn về Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn này. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý chị các bạn. Hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất trên Top KVN. Xin chào và hẹn lại quý chị và các bạn.